bước từ những người xa lạ đến những người thân thiết ấy, đầu tiên phải là cái sự tôn trọng đã. Nếu không có sự tôn trọng, chúng ta không thể ở với nhau được, không thể có thể giả vờ một cách lâu dài được. Chúng ta không thể giả vờ cái chuyện đấy đâu. Chúng ta có thể giả vờ quan tâm một hai lần đầu, chúng ta không thể giả vờ cái chuyện là nhớ đến sinh nhật của những người còn không thuộc về cái hệ thống gia đình của mình, đúng không? Và nhớ được những cái sở thích mà người ta mong muốn, hoặc là những cái sở ghét người ta không thích nữa. Cái đấy nó phải đến từ cái việc là người ta cũng thực sự mong muốn có một cái mối quan hệ lâu dài với mình, và nó bắt đầu từ cái sự người ta tôn trọng mình. Vậy thì điều đầu tiên đi thử nghĩ xem là ở đâu mà em nghĩ là mẹ của Will ấy đầu có một cái góc nhìn rất là tôn trọng với cả Ni. Ban đầu lúc mà tụi em quen nhau, có một cái câu chuyện như thế này, có một cái tình huống nó xảy ra thì bọn em cũng có ý tốt thôi, nhưng mà anh có nói với mẹ là con nghe lời vợ con, mẹ vẫn Nói lại là luôn. người bạn của mẹ. Thì chồng em lại kiểu là cũng có ý tốt thôi, nhưng mà anh lại nói là con nghe lời vợ con hơn, Trời còn ơi, nói vợ thế thì mất con, lòng. dạ đúng rồi, là vợ con là thế này, vợ con thế kia. Rồi xong em nói, rồi xong anh ơi, em nghĩ trong đầu là anh hại em rồi. Và sau đó cái bữa tiệc kết thúc và bọn em có đi ăn thêm những cái tráng miệng, nhưng mà chồng em vẫn không tỏ ra thái độ gì, và chồng em không hề biết là mẹ có vật lòng. Thì ngay khi mà tụi em về vừa về khách sạn thì em phải bảo với chồng ngay, đó là anh bây giờ anh về anh sẽ nhận, anh phải nhắn tin cho chúc mẹ ngủ ngon, xong xong đó anh phải nhắn tin cho dì như thế này, à dì ơi hồi nãy là con có ý như thế này như thế này, nhưng mà hồi nãy con có lỡ nói như vậy thì con sợ là mẹ sẽ buồn, và con biết là dì mẹ rất là coi trọng cái lời nói của dì, vậy thì dì có thể giúp được con nói giải thích cho mẹ, hoặc là nói đỡ để mẹ không buồn được không. Thì một tiếng sau cả hai người cùng trả lời một lần, mẹ chồng em trả lời lại là chúc con ngủ ngon, còn dì kiểu tụi em thì nhắn tin lại là dì nghĩ là mẹ không có giận đâu, rồi thế này kiểu kiểu trạng thái như vậy. Nhưng sáng sáng ngày mai thì lúc nó vô tình em nói chuyện với mẹ thì mẹ có nhắc tới, và mẹ có hỏi là tối hôm qua Lân nó có nói như vậy với dì, thì nó tự nghĩ hay là con bày cho nó. Thì Thế mà em mới sao? cười, em mới cười, em mới nói là mẹ ơi, tại vì là con cũng có con, cho nên đặt mình ở vào vị trí của mẹ thì con mới cảm thấy là nếu như con mang nặng đẻ đau, con nuôi lớn đến chừng đó, và đến một ngày tự nhiên có một cái con nhỏ ở đâu nó tới cả lỡ thôi gì đó, không không có không không có ruột thịt gì đó, tự nhiên nó lại nghe lời con nhỏ nó hơn, con trai mình nghe lời cái con nhỏ nó hơn nghe lời mình, thì nếu là con thì con sẽ rất là buồn. Tại vì con người cho dù có bao dung mà có yêu thương đến thế nào thì vẫn có một xíu lòng ích kỷ, thì nếu là con thì con sẽ rất là buồn. Thì mẹ nói là không sao mẹ quen rồi, mẹ không sao mẹ quen rồi, nhưng nó nói như vậy cũng được đó. Thì thường á là mẹ chồng và nàng dâu sẽ có cái xung đột về chuyện gì, vì được vì hai người cùng yêu một người con trai. Chồng em là một cái người mà xưa giờ không nghe lời ai cả, bây giờ làm sao có thể dung hòa được cái này, thì có nghĩa là anh nghe lời vợ nhưng em sẽ nghe lời mẹ, em sẽ là phe mẹ, cho nên là mẹ mới nói với em là mẹ thấy nó nghe lời con, cho nên là có chuyện gì mẹ cũng muốn nói với con để con khuyên nó, và mẹ thấy là à em yêu chồng em chân thành, em quan tâm đến đến ảnh, và em vẫn có hiếu thuận với mẹ chồng em, vẫn nghe lời mẹ chồng em, và khi mà có em trong gia đình thì ảnh trở nên một cái phiên bản tốt hơn rất là nhiều. Thì mẹ chồng em lần này về thì mẹ nói là wow nó thay đổi quá nhiều và nó trở nên tốt lên lên rất là nhiều, thì mẹ em cũng rất là vui.